Sáng ngày 5 tháng 12, tại trụ sở huyện ủy Thủy Nguyên, đoàn thẩm định liên ngành của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương do đồng chí Trần Nhật Lam, Phó Tránh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn, đã thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và khảo sát kết quả xây dựng huyện nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên và Kiến Thụy. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Đỗ Gia Khánh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tránh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hải Phòng đồng chí Đỗ Trang Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo một số sở ngành đơn vị, lãnh đạo huyện Kiến Thụy. Về phía huyện Thủy Nguyên có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Bùi Thế Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban ngành của huyện. Theo báo cáo của các huyện tại hội nghị, sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự hỗ trợ của trung ương, sự quan tâm của thành phố và sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể Đảng bộ, chính quyền nhân dân, đến nay cả hai huyện đều có 100% số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, trong đó huyện Thủy Nguyên 35 trên 35 xã đạt, huyện Kiến Thụy có 17 trên 17 xã đạt. Hai huyện đều đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới diện mạo nông thôn ở các huyện đổi mới rõ nét nhất là kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông kinh tế nông thôn phát triển khá với nhiều mô hình và hình thức tổ chức sản xuất tiến bộ hiệu quả các lĩnh vực văn hóa y tế giáo dục phát triển toàn diện đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng cao đời sống được đảm bảo hơn người dân ngày càng được thụ hưởng nhiều hơn các tiện ích và dịch vụ công an ninh chính trị trật tự xã hội được bảo đảm tại các huyện không còn nợ động xây dựng nông thôn mới. Từ kết quả đã đạt được, huyện Thủy Nguyên và Kiến Thủy đã xây dựng hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Việc sớm công nhận đạt chuẩn nông thôn mới góp phần giúp các huyện sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội 16 thành phố đề ra là đưa Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố trước năm 2025 và chuyển đổi Kiến Thụy trở thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030. Tại hội nghị, các thành viên đoàn công tác đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên và Kiến Thụy đã đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ báo cáo phê duyệt, thành viên trong đoàn cũng tham gia ý kiến đối với hai huyện về thủ tục hồ sơ báo cáo trình phê duyệt huyện đạt chuẩn nông thôn mới và các việc thực hiện 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời lưu ý những công việc cần tập trung hoàn thiện để đảm bảo tiến độ hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới thay mặt đoàn công tác thẩm định nông thôn mới của trung ương đồng chí trần nhật lam phó tránh văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của đảng bộ và nhân dân huyện thủy nguyên và kiến thụy đã đạt được trong công cuộc xây dựng nông thôn mới đồng chí nhấn mạnh huyện thủy nguyên là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa có kinh tế phát triển đa dạng và thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước và có nhiều thế mạnh hơn so với các địa phương khác đây cũng là điều kiện để thủy nguyên trở thành huyện nông thôn mới và phát triển theo kế hoạch đã đề ra đồng chí đề nghị thành phố các sở ngành và huyện tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng thẩm định, trong đó các báo cáo cần bổ sung kết quả thực hiện các tiêu chí đến hết năm 2020, giả soát, thống nhất tại các số liệu trong báo cáo của xã, huyện và báo cáo thẩm định của thành phố, các sở, làm rõ nét hơn kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thông qua sự đóng góp của người dân và định lượng cụ thể kết quả thực hiện một số tiêu chí giả soát lại đánh giá sự hài lòng của người dân ở một số địa phương còn chưa cao sớm hoàn thiện tiêu chí an ninh trật tự Bên cạnh đó, các huyện cũng cần quan tâm nâng cao các tiêu chí nông thôn mới cấp xã huyện, nhất là tiêu chí môi trường, sản xuất, thủy lợi, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch và bảo tồn phát huy được các giá trị truyền thống văn hóa của địa phương. Trước đó, chiều ngày 4 tháng 12, đoàn khảo sát thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện tại các vùng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm ô cốt, các hợp tác xã, doanh nghiệp có hiệu quả trên địa bàn, hệ thống giao thông nông thôn, cảnh quan môi trường, công tác xử lý rác thải nước thải của một số làng nghề khu cụm dân cư trên địa bàn các xã một số công trình cơ sở hạ tầng của các xã và huyện tại huyện thủy nguyên đoàn công tác khảo sát thực tế mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao của doanh nghiệp tại xã đông sơn huyện thủy nguyên trường mầm non canh giang tuyến đường nông thôn mới xã gia minh mô hình trồng na việt gáp ở xã liên khê và khu bảo tồn bãi cọc cao quỳ xã liên khê